Thưa quý vị, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Cục Cảnh sát Giao thông lại tái khởi động đề án cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá. Nếu được thực hiện, người dân có thể mua biển số đẹp cho xe của mình. Không ít cảnh trầm trồ trên phố trước những xế hộp hạng sang gắn biển tứ quý, ngũ quý. Việc xây dựng đề án đấu giá biển số xe một lần nữa được tái khởi động, xuất phát từ nhu cầu nói trên của người dân. Bộ Công an đã hai lần phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đấu giá và thu lệ phí cấp biển số tự chọn. Cụ thể, Bộ Công an đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đề án cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá, đồng thời quy định cụ thể các vấn đề vẫn còn đang vướng mắc. Đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành nghị quyết quy định thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá và giao Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về việc tổ chức thực hiện các nội dung của đề án, giao Bộ Tài chính ban hành quy định về thu thuế chuyển nhượng biển số trúng đấu giá, lệ phí đăng ký sang tên đối với biển số trúng đấu giá. Năm 1993, Hải Phòng là địa phương đầu tiên tự tổ chức đấu giá biển số xe. Sau 2 tháng thực hiện, đã có 94 trường hợp tự chọn biển số xe trên tổng số 198 xe đăng ký. 10 năm sau, tỉnh Bình Thuận, Nghệ An là hai địa phương đã tổ chức đấu giá biển số xe. Số tiền thu được từ việc này lên tới hàng tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo. Năm 2018, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tiếp tục đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô, nhưng tiếp tục không được thông qua do còn vướng luật. Năm 2020, Bộ Công an đưa nội dung đấu giá biển số xe vào dự luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng chưa được thông qua.